Xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bài học Kinh Thánh hàng Ngày Ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020 Chủ đề Phục Hồi Phi error nhất đoạn 5 câu 13 Hội Thánh của các người được chọn Tại thành Babylon Chào anh em Còn tôi là Mark cũng vậy câu gốc Luca đoạn 22 câu 32 Xong ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn Vậy, đến khi ngươi đã hối cải hãy làm cho vững trí anh em mình Câu hỏi suy ngẫm Sứ đồ Fierre dùng danh xưng nào để nói về ông Mark? Vì sao Chúa dùng sứ đồ Fierre là người phục hồi ông Mark? Bạn nhận ra trách nhiệm nào trong việc gây dựng những người Chúa đặt cạnh mình? Cuộc đời chàng trai mát khởi đầu trong mơ, nhưng rồi sụp đổ khi trở lên một kẻ đào ngũ, và sau mười năm lại xuất hiện với một con người hoàn toàn đổi mới. Chắc chắn là ân sủng của Chúa đã thay đổi ông, nhưng ân sủng Ngài đã vận hành thế nào? Chúng ta không có sự bày tỏ rõ ràng nào ngoại trừ một câu trong thư của sứ đồ Pierre đã nhắc đến Mark là con tôi. Pierre nhất đoạn 5 câu 13 Lời chào thăm này cho thấy ông Mark đang ở trong đoàn truyền giáo của sứ đồ Pierre. Như vậy, ông Mark đã gặp sứ đồ Pierre tại Jerusalem sau khi ông rời sứ đồ Paulo ông được sứ đồ Fierro dạy dỗ, lâng đỡ, xem ông như đứa con thuộc linh và mang ông vào đoàn truyền giáo của mình. Chúa dùng sứ đồ Fierro để giúp đỡ ông Mark có lẽ vì chính ông cũng từng là một kẻ hèn nhát, chối chúa. Từ kinh nghiệm được Chúa tha thứ và phục hồi đã khiến cho sứ đồ Fierro có thể chấp nhận và phục hồi ông Mark. Chúa đã dùng thất bại của sứ đồ phi -E để làm cho vững trí anh em mình. Sau khi ông kinh nghiệm ân sủng diệu kỳ của Chúa, Luca đoạn 22 câu 31-32 Sự thất bại có giá trị nếu chúng ta biết ăn năn và để Chúa dùng mình. Do đó đừng sống với thất bại, nhưng hãy đứng lên và sống hữu ích. Sứ đồ Peter đã từng đánh giá mình quá cao và mang ảo tưởng về mình quá nhiều. Luca đoạn 22 câu 33, nhưng Chúa đã cho ông thấy thực trạng đức tin của ông. Ngày nay, Chúa có thể để chúng ta thất bại để chúng ta biết khiêm nhường nhờ cậy Chúa, cảm thông với người khác hơn, có thể hiểu và giúp đỡ người khác dân nhiều người khi gặp thất bại thì cay đắng nản lòng xấu hổ trốn tránh chúa và hội thánh ngược lại cũng có nhiều người quên rằng mình cũng từng là một tội nhân từng thất bại từng được chúa tha thứ từng được anh em mình nâng đỡ vì vậy họ nhanh chóng xét đoán người khác lên án anh em mình xem anh em mình như đồ bỏ đi ai là người đáng bỏ đi tất cả chúng ta, do đó đừng cư xử như mình chưa bao giờ phạm tội, chưa bao giờ thất bại, chưa bao giờ hèn nhát mà hãy xin Chúa dùng mình để gây dựng, nâng đỡ và phục hồi anh chị em khác. Chúa đã dùng một cuộc đời thất bại Ferrer để phục hồi một cuộc đời thất bại khác, Mark và dùng cuộc đời người thất bại này, Mark để đem phúc âm đến hàng triệu cuộc đời thất bại khác đó là chúng ta bạn và tôi hãy tiếp tục tiến trình phước hạnh này bạn kinh nghiệm chúa tha thứ và phục hồi bạn như thế nào chúng ta cùng cầu nguyện lạy chúa con tạ ơn chúa vì ngài luôn là đức chúa trời của cơ hội thứ hai xin dùng chính con để bày tỏ tình thương ân sủng và cơ hội thứ hai của ngài cho những người khác